Người ta thường nói rằng đồng hồ là một món phụ kiện mà bất kỳ ai cũng nên sở hữu. Đặc biệt là đối với phụ nữ, đồng hồ không chỉ là một món phụ kiện dùng để trưng bày mà là biểu tượng của sự đẳng cấp và quý phái. Đồng hồ Rolex 278-271 có thiết kế tinh xảo với lớp vỏ ngoài bằng thép không gỉ, kết hợp với vàng Evero tạo nên sự cân đối hoàn hảo giữa sự mạnh mẽ và vẻ đẹp quý phái. Mặt số màu bạc không chỉ là đơn giản, thanh lịch mà còn là biểu tượng của sự sang trọng và phong cách. Màu bạc là sự kết hợp tuyệt vời giữa sự độc đáo và sự truyền thống, tạo ra một vẻ đẹp đầy sức hút và tinh tế. Khi ánh sáng chiếu qua, mặt số này mang lại một ánh bóng lấp lánh, tạo nên một hiệu ứng thị giác rất đặc biệt. Chức năng cửa sổ chiếu bóng ngày tại vị trí 3 giờ giúp người đeo dễ dàng theo dõi ngày. Mặt kính sapphire chống xước không chỉ bảo vệ đồng hồ khỏi vết trầy mà còn làm tăng tính thẩm mỹ và sáng bóng cho chiếc đồng hồ. Cổ máy thời gian này được trang bị bộ máy cơ động Calibri 2236 với độ chính xác cao và khả năng dự trữ năng lượng lên đến 55 giờ. Với thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp và tính năng vượt trội, chiếc đồng hồ này xứng đáng là một trong những phụ kiện không thể thiếu trong bộ sưu tập của những quý cô hiện đại. Dylan Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.